below smelling like trees. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi nhân vật Red Lady nha. Tại lâu rồi cũng kiểu như là chỉ tập trung nhiều vào survival, cũng không đụng đến nhiều chị này. Thì bây giờ là mình sẽ chơi. Trời ơi, mình đang học chiết online và sang tuần là mình phải lên trên trường để học online rồi chứ không có học trực tiếp rồi chứ không được học online ở nhà môn chiết nữa. Không được ngủ mà phải lên xe chạy vòng vòng sang bên trường. Chiều nay có một cái quán bún đậu mắm tôm mà mở gần trường mình, lớp trưởng của mình thì làm thêm ở đấy, mời cái nhóm mình sang lên đó ăn thử cho biết. Mình không biết là có nên đi hay không, tại vì thường thường là bây giờ mình mới nghe là có quán bún đậu mắm tôm mở vào buổi trưa. Hương sư này chém sơ một cái biết ngay là sẽ giật về mà. Rồi mình chạy đi đâu, mình đang mong cho nhanh tới 12 giờ, sau đó là mình sẽ cùng nhau đi ăn bún đậu mắm tôm. Cũng lâu rồi không được ăn tại vì chỗ nhà của mình bán thì tầm khoảng 2 giờ trở đi thì mới có. Còn đây là lần đầu tiên mình nghe có con bún đậu mắm tôm mở gần trường, mà buổi trưa nó mới ghê chứ. Lớp trưởng thì nhắn tin mời mọc riết, xong rồi lại còn quảng cáo anh mà đi ăn thì em sẽ free cho anh cái này cái kia, không để anh thiệt đâu mà lo. Được rồi, tôi sẽ cố gắng tôi đi ăn. Chết. Thôi chém xương vậy thôi, đi ra chỗ khác chơi. Hiện tại thì mình đang gặp toàn là những người gây choáng thôi, gây đau tim thôi. Tù nhân này, điều phối, mỹ nhân. Hơi bị thốn nha mọi người. Từ từ. Ơi vậy mà hụt kìa. Thôi để mình xoay gương giết hương sư tốt hơn. Madam bị giảm sức mạnh ở một chỗ, đó chính là không được tạo gương trong vòng 8 giây ở đầu game. Điều này thì các bạn cũng không có cái gì gọi là quá đáng hết. Mình thấy nó cũng bình thường, tại vì đầu game thì cũng không nên tạo gương sớm để làm cái gì. Từ từ, đây rồi, gồng mình lên này. Xong, một phát, hai mạng luôn. Đầu game thì mình cũng rất là ít sử dụng gương. Cơ bản một phần là do mình tạo gương thì cũng không được tốt, thứ hai là cũng không xác định được vị trí level. Thằng tù nhân nó sửa máy từ xa ghê thiệt sự. Rồi này, hóng drama. Ba mạng một lúc quá ngọt, trong vòng một máy quá dễ luôn. Hương sư tự trị thương xong rồi. Hôm qua các bạn lấy cái bộ skin mà bán bằng 1000 kính lúp á, mình cũng không biết là cái đó có thật hay không. Nhiều fanpage thì bảo là fake, còn nhiều bạn thì lại nói là real. Mình cũng không biết đường đâu mà lần. Đợi đến khi nào mà kiểu có thông tin chính thức rồi, lúc đó là sẽ được confirm. Nhưng mà mình thấy cái câu bộ skin nó cũng là đẹp thật. Nó mang cái phong cách của một cô dâu ấy. Nhìn nó kiểu hiền lành, giản dị, tử tế lắm kìa. Mà công nhận là Hunter Madam này đẹp gái thiệt. Càng ngày skin càng đẹp, skin B cũng đẹp ấy. Lúc này chắc mình cần phải đổi cái phấn khích ấy. Kiểu gì kiểu sắp bị ăn súng. Trời ơi, mới chích ngay mà, thấy không? Súng nó bắn đau lắm luôn, xong còn mỹ nhân 4 sọ kìa. Đùa. Xuống dưới hầm chơi đi bạn ơi. Tối nay thì không biết có mưa hay không. Các bạn để ý chiều ngày hôm qua không? Trời ơi, nó giống y như là một tận thế luôn.
trời đen thùi lùi, nhưng mà cuối cùng là mưa thì không được bao nhiêu hết. Mà mình đọc báo, xem video clip thì thấy rằng là lốc xoáy ở Vĩnh Phúc hay Vĩnh Long gì đó tốc mái tốc độ lên ở một cái công ty, nhìn rất là đáng sợ luôn. Có thể nói là khi mà các bạn xem những cái bản tin thời tiết mà có cái lốc xoáy, bình thường là những cái thông tin đó các bạn xem rất khá là ghê. Mỹ nhân bắn sọ hơi muộn này. Cho một cái sọ nữa này, là 4 phát này. Kiểu gì kiểu mình cũng lại chuẩn bị ăn sọ tím là giờ đây. Trời ơi, đau lắm luôn. Đây rồi. Ui, trời ơi, đau. Này, ui, lắm sọ nhỉ. Add game. Còn đúng 2 máy thôi. Khó, tại vì mình thấy là team là toàn là khống chế thôi. Toàn là mình đau thôi, tổn thương thôi. Ui, tù nhân nó sống sót xong nó sửa máy ghê gớm thiệt sự. Đâu rồi? Này, thanh niên này đang có điện này. Lát cũng kiểu gì cũng giật mình cho coi. Một phát chém này. Bực bội ghê. Chạy đi đâu. Tiếp tục đến bạn này. Đây rồi. Ôi, nó bắn sọ nữa kìa. Trời, cáu ghê luôn á. Một rừng sọ luôn, đau. Bực bội. Rồi, lên ghế đi. Đau quá trời luôn. Chít ra thì các bạn cũng phải thương cô gái này chứ. Đẹp gái mà cứ làm tổn thương là sao? Mấy người đẹp là thường là mong manh dễ vỡ lắm. Cho nên là đừng có làm đau họ. Buồn. À, hương sư đây. Chị này chỉ có cái đồng hồ của tuyển phó. Ok, không chiếm chúng. Chết, cứu cái gì nữa. Giờ thì bay luôn đi. Trời ơi. Bạn này lượm được cái đồng hồ phiền phó cũng khá là ngon. Mình thấy rất tuyệt vời đấy. Thôi xong, mấy thanh niên lại cứu được nhau rồi. À đây. Thanh niên làm mình tổn thương sâu sắc. Ồ, tạo gương hơi bị lỗi ha. Mình cứ tưởng nó sẽ chạy sang khu bên kia. Này. Chạy vào. Chạy hộ. Trời ơi, quá hay luôn. Còn tù nhân, cái hầm thì không có ở đây rồi. Bay lên nào, nhảy cao nào, bay lên nào. Rồi, tù nhân cũng đang lẩn vẩn ở khu vực này. Đây rồi. Không chạy được đâu bạn ơi. Mình chặn đường hết rồi. À, đầu hàng luôn kìa. Đứng im cho mình đánh luôn, tự giác. Wow, trời ơi, thích ghê luôn. Xinh gái quá. Ok, và tại vì mình bận học cho nên làm một clip cho bạn xem thôi nha. Chúc các bạn có một ngày thứ năm thật là vui vẻ và được nhiều thành công trong cuộc sống nha. Bye bye cả nhà yêu của Kem. Và cũng nhớ là phải ủng hộ channel của mình bằng cách ấn theo dõi cũng như là chia sẻ với mọi người nha.